Trong quá khứ, có một người sống tại vùng núi non hẻo lánh nên từ nhỏ không hề được giáo dục, chưa từng nghe Phật Pháp, chỉ biết cần kiệm làm bổn phận cho qua kiếp con người. Bởi vì phước báo quá ít ỏi cho nên đến già mà vẫn còn nghèo nàn cùng khổ. Lên tới 60 tuổi, sau nửa năm bệnh hoạn, ông tiều tụy yếu ớt hẳn. Biết trước sẽ không còn sống lâu trên đời nên gọi hai đứa con đến bên giường bệnh cho ông dặn dò lần cuối. Ông bảo đứa con trưởng rằng, em con còn nhỏ lắm, con thì đã biết làm việc rồi, con phải cẩn thận chăm lo cho em, con phải giữ trách nhiệm của người anh cả. Vài ngày sau, ông rời bỏ nhân thế, rời bỏ khổ não khiến hai đứa con buồn khóc một thời gian. 3 năm sau, người anh cưới một thiếu nữ cùng thôn làm vợ. Cô này cũng không có giáo dục, không biết tình nghĩa huynh đệ. Thấy chồng hậu đãi em, cô không bằng lòng. Cô thường nói với chồng rằng, hay là chúng ta cho em của anh một vài thứ trong nhà rồi bảo nó tự lập kế mưu sinh. Hiện giờ nó hãy còn nhỏ, đương nhiên không làm sao được. Mai mốt nó lớn lên phiền lắm. Anh muốn đuổi nó đi, chưa chắc nó đã chịu đi. Nhưng người anh vẫn còn cái tình nghĩa chất phác của người miền núi, lại nhớ rõ lời di chúc của cha, cho nên mỗi khi nghe vợ nói như thế, lại bịt tai lắc đầu lia lịa. Tục ngữ nói rất đúng, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Sống cả ngày gần một người vợ tâm địa xấu xa, cứ thừa mọi dịp, cứ nói đi nói lại mãi những lời độc ác. Dần già, người anh bị huân tập, làm sao không biến thành ác độc. Lời nói giả dối mà cứ lặp đi lặp lại mãi cũng trở thành chân thật. Cuối cùng, người anh cũng giống như vợ, bắt đầu ghét bỏ người em. Một hôm, người anh nghe lời vợ, đem người em tới nghĩa địa rất xa thành phố. Đó là một nơi rất ghê rợn, vì theo tập tục Ấn Độ, cứ người chết đi thì đem tử thi vứt vào đấy cho chim chóc, thú vật tới mổ rỉa mà ăn. Nghĩa địa rất u ám, xương trắng ngổn ngang, luôn luôn có tiếng chim kêu thê lương như tiếng quỷ khóc trong địa ngục. Vào bên trong thì cái khí âm u của nghĩa địa làm cho người ta lạnh rung lên. Vào sâu bên trong nữa, có một ngọn cây tùng bách cao lên tới tầng mây, cành lá chằng chịt che trùm cả khe núi. Người anh lấy ra một sợi dây thừng đã mang theo, trói thúc người em lại rồi treo lên một cành cây to lớn, vừa trói vừa bảo em. Không phải anh tàn nhẫn, nhưng nói thật, em làm cho anh phiền lo nhiều quá. Em hãy ở đây suy nghĩ cho kỹ, anh nói có đúng không? Vài bữa nữa anh tới đón em về. Nói xong, người anh quay đầu chạy mau trở về nhà, không màng tới tiếng kêu van xin bi thảm của em. Thật ra, người anh rất mâu thuẫn, lòng thương em rất mực, đã bị bà vợ dùng giọng nói nét mặt nghiêm khắc đàn áp xuống. Anh ta rất đau khổ, nhưng không đủ sức chống đối lại vợ. Thôi, để cho nó đánh cuộc với định mệnh xem sao. Nếu nó thoát được miệng hổ lang, thì đó là nó có phúc báo. Còn nếu không thì coi như là số của nó đã định như vậy. Ta đối với nó như thế là đã từ bi lắm rồi, thay vì nghe lời vợ cầm dao giết nó. Trên đường về, người anh nghĩ như thế để tự trấn an mình. Trời dần dần tối, trong màn đêm đen kịch, tiếng chim kêu thê thảm càng ngày càng nhiều. Rồi lại có thêm những âm thanh kỳ quái, hỗn tạp cũng vọng lại, như báo hiệu yêu quỷ sắp xuất hiện. Đêm sâu dần, hổ báo, sư tử, chó sói cũng lục tục kéo đến, rống từng hồi như muốn bắt hết hồn phách của người ta. Những tia mắt màu xanh lè, tham lam hung ác đổ dồn về phía gốc cây cổ thụ. Trên cây, người em cố hết sức giãy giụa khóc la. Cứu tôi với, trời ơi, thần thánh ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Nó la hét như một người điên, cho đến nỗi máu tươi từ trong miệng trào ra. Ngay lúc ấy,
tại thành Vương Xá xa xôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang trụ trong Kim Cương Tam Muội. Ngài nghe tiếng kêu cầu cứu của đứa trẻ đáng thương và nhìn thấy rõ tình cảnh nguy ngập mà nó đang lâm phải, nên Ngài dùng thần lực phóng ra một luồng ánh sáng từ giữa hàng lông mày. Trong nghĩa địa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng kỳ dị chiếu tới, khiến khe núi u ám rợn người ấy chợt rực sáng lên. Những con dã thú hung hăng bị luồng ánh sáng trắng chiếu tới, lùi dần từng bước, có con quay mình chạy chí tử. Lại có một luồng ánh sáng màu trắng khác mạnh mẽ hơn, chiếu thẳng tới sợi dây thừng trên người đứa em, như thể bị chạm phải một ngọn lửa mạnh hay một lưỡi dao bén. Sợi dây kêu lên răng rắc và đứt đoạn từng khúc một. Tiếp theo, lại có một luồng ánh sáng trắng thứ ba, dịu dàng chiếu lên thân đứa em. Nó như bị tê liệt, rơi xuống đất, đau đớn nhức nhối, ngất lịm đi. Bỗng nó cảm thấy như có người đang nhẹ nhàng vỗ về, khiến nó cảm thấy thư thái lạ kỳ. Con thật là đáng thương, con phải làm sao đây? Một giọng nói dịu dàng, từ ái vang lên bên tai. Nó tỉnh lại và có một cảm giác lạ lùng khiến bao nhiêu đau đớn trong người tan biến hết. Ngẩng đầu lên nhìn, nó thấy một người cao lớn trang nghiêm đang đứng trước mặt nó. Người ấy lại dịu dàng nhìn nó mỉm cười. Kinh ngạc quá độ, nó ấp úng không biết phải nói gì. Ngài là... Ta là Phật. Úy Phật Tổ, con nguyện sẽ làm Phật giống như Ngài để cứu mình và cứu người. Đứa bé năm phóc dèo xuống đất, khấu đầu lễ lại. Đức Phật cho nó quy y và đưa nó về Vương Xá Thành. Từ đó, người em sống trong tăng đoàn, cùng chúng đệ tử của Đức Phật cùng nhau tu hành, nghe kinh thính pháp. Không lâu sau thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Người em chứng đạo rồi thì rất nhớ tới anh, đến trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, anh con tuy đã có lòng ám hại con, nhưng nhờ thế mà con được gặp Phật và được Phật độ. Như vậy, thành tựu hôm nay của con là nhờ anh con. Nay con muốn về độ hóa anh ấy, nên con xin phép Thế Tôn cho con vắng mặt một thời gian. Rất tốt, ta rất khen thưởng ý kiến của con. Người em bèn dùng thần thông bay trở về nhà của anh. Bà chị dâu thấy được, vội vàng chạy vào nhà trốn. Bà tưởng rằng người em bị hại nhưng không chết, nên nay trở về báo thù. Anh chị ơi, anh chị không cần chạy trốn. Em không oán hận anh chị chút nào mà còn muốn tạ ơn anh chị nữa. Nhờ anh chị mà em được gặp ân sư là Đức Phật, chứng được quả vị, liễu thoát sinh tử. Em đặc biệt trở về đây để cảm ơn anh chị. Em cũng hy vọng anh chị có thể tu học Phật đạo để sớm thoát khổ. Tài sản của cải cho đến tính mệnh của chúng ta trên thế giới này rất là vô thường. Nếu làm đủ cách để truy cầu chúng, thì dẫu có được đi nữa, cũng có ngày chúng cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Anh chị nghĩ kỹ xem, có gì thật sự thuộc về chúng ta đâu. Hãy bỏ chúng đi, lấy cái tâm tưởng và tinh lực để truy cầu chúng, dành cho việc truy cầu Phật Pháp, vì đó mới là kho tàng chân thực. Kho tàng này mới thật sự vĩnh cửu, không bao giờ mất, đem lại cho chúng ta tài bảo và niềm an vui nữa. Những lời nói ấy làm cho vợ chồng người anh như bừng tỉnh mộng, nhất là lòng khoan hồng độ lượng của người em đã không oán trách lỗi lầm xưa mà còn lo nghĩ tới niềm phúc lạc của họ nữa. Đó chính là sức mạnh để giúp cho họ có can đảm sám hối tội đã làm. Chỉnh đốn việc gia đình, nhà cửa xong xuôi, cả ba cùng sánh vai nhau tiến về hướng Trúc Lâm tinh xá. Câu chuyện hối lỗi thoát khổ. Lúc Đức Phật còn tại thế, thường hay có vua chúa, đại thần đến thỉnh mời cho họ được cúng dường. Đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền. Một hôm, Đức Phật nhận lời mời của Long Vương A Nậu Đạt đưa 500 vị đệ tử đến Long Cung cho Long Vương được dịp cúng dường.
Long cung của anh Nậu Đạt thật là huy hoàng tráng lệ. Ngay trước cung điện có một cái ao nước cũng gọi tên là ao Nậu Đạt. Nước ao thanh tịnh trong mát, không khác gì nước tám công đức trong ao thất bảo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người nào có nhân duyên uống được một giọt nước ao này liền có thể biết được sự việc đã xảy ra trong nhiều kiếp của mình và cũng có thể chứng nhập vào cảnh giới của thánh nhân. Các tỳ kheo đông đảo đi cùng thọ cúng với Như Lai hôm ấy, tuy ai cũng đã chứng được quả vị, nhưng không phải ai cũng có túc mệnh thông. Thế nên khi họ đến Long Cung A Nậu Đạt uống nước ao nơi ấy rồi, thì tất cả đều có được thần thông biết được sự việc kiếp trước của mình. Thọ cúng xong xuôi, Đức Phật đứng bên bờ ao A Nậu Đạt bảo 500 vị đệ tử hãy mỗi người kể lại chuyện kiếp xưa của mình. Lúc ấy, có một vị tôn giả tên gọi là La Bì Đề đứng dậy kể rằng: Một trong những đời trước của tôi ở cõi Ta Bà này, gặp lúc câu lưu Tôn Như Lai ứng hóa ở thế gian, vì tất cả chúng sinh mà tuyên thuyết đủ các pháp vi diệu. Không lâu sau, câu lưu Tôn Như Lai đại bát Niết Bàn, người con Phật nào cũng vô cùng buồn thương. Rất nhiều người cư sĩ tại gia muốn báo đáp ân sâu của Như Lai mới phát tâm xây cất một ngôi bảo tháp 7 tầng với một ngôi chùa lớn để thờ phụng thánh tượng của Như Lai, và cũng để cho rất đông các vị tỳ kheo xuất gia có nơi trú ngụ. Do đó, mỗi ngày các vị cư sĩ phát đại tâm ấy đều hội họp nhau chuyên chú vào kế hoạch xây cất công trình vĩ đại này. Lúc ấy, tôi sống trong một thôn làng gần đó, thấy họ nhiệt liệt thành tâm trong việc xây chùa lập tháp như thế, thì trong tâm khởi lên một niệm vô minh phiền não. Đã không tán thán công đức của họ thì chớ, mà còn ganh tị với họ nữa. Niệm ác trong tâm đã manh nha, thì miệng không ngừng nói những lời ác độc, mắng họ ngu si, hủy báng công đức của họ. Vì lẽ đó, nghiệp tội đã định, khổ báo đã hình thành. Không lâu sau tôi qua đời, đọa xuống địa ngục, bị ngọn lửa phiền não đốt cháy cả thân thể. Tôi kêu khóc, tôi cầu cứu, nhưng chẳng ai thương hại tôi, chẳng ai giải cứu cho tôi. Nỗi đau đớn lúc ấy thật là không có cách nào chịu nổi. Có lẽ vì nỗi đau đớn quá khốc liệt nên tôi đột nhiên sinh khởi tâm tàm quý. Nhờ cái niệm thiện tâm hối cải ấy cho nên các khổ báo bi thảm của địa ngục đã kết thúc mau lẹ. Tuy đã bỏ được cái khổ địa ngục, nhưng tôi đã sinh ra là một người thấp lùn, xấu xí. Ai thấy tôi cũng phải ghét bỏ tránh xa, thậm chí còn chửi rủa tôi nữa. Tôi đã phải mang cái thân xấu xí ấy cũng mấy kiếp mới xả bỏ được. Trong một kiếp sau đó, may mắn gặp lúc Ca Diếp Như Lai ra đời. Tuy tôi đã thoát được cái thân người xấu xí khó coi, nhưng lại sinh ra làm thân quạ. Trong loài chim, quạ là giống thường bị người ta ghét bỏ nhất vì tiếng kêu của nó rất khó nghe. Lại còn có rất nhiều người mê tín cho rằng chỗ nào có quạ tới thì chỗ ấy sẽ có chuyện bất lành xảy ra. Vì thế, hễ thấy tôi là người ta phỉ nhổ, mắng rủa, bay đi tới đâu tôi cũng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Tuy vậy, nhờ lúc đang chịu khổ báo trong địa ngục, tôi đã có cải thiện căn phát khởi lên một niệm hối cải. Biết được lỗi lầm của mình trong quá khứ, nên mỗi ngày tôi ngừng lại ở con đường có Như Lai đi qua, bày lượn ở giữa các lùm cây, vọng nhìn Như Lai và chúng đệ tử rất đông của Ngài. Ngài du hành, hóa độ ở chỗ nào trong vườn Ba La Nại, cũng có tôi bay theo ở phía sau nghe Phật Pháp và còn hướng dẫn cho các loài chim khác lễ bái Như Lai nữa. Nguyện Như Lai từ bi cho phép tôi sám hối. Không lâu sau, nhờ năng lực từ bi của Như Lai, tôi thoát được thân quả, lại sinh vào loài người. Trong kiếp này, tôi không đọa lạc nữa vì tôi đã gặp được vị tôn sư chính giác vô thượng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia với Ngài để học đạo, do đó tôi đã chứng quả A-La-Hán. Tôn giả La Bì Đề nói xong chuyện của Ngài, tất cả các vị tỳ kheo có mặt trong pháp hội đều vô cùng hoan hỷ. Đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm, đừng thấy thiện nhỏ
mà bỏ qua. Chúng ta cần phải giữ gìn miệng lưỡi, giữ gìn tâm ý. Một lời nói thiện, một niệm tâm thiện là đã có công đức bất khả tư nghị của chúng. Chuyện kiếp xưa của La Bi Đề Tôn Giả thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho tất cả mọi. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tay, sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đổ qua khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đối khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái, đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu, chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ, có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi.
Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng quán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu, khi gặp phải khó khăn cũng vậy. Không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này, không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, khi đó gọi là nghiêm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết hiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng, trên thế gian này, không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gặp gần tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn ạ. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập dưỡng dưng với đủ thứ bụi đời của ngũ dục,
tài, sắc, danh, thực, thùy thì mới tốt, và đừng nên nịnh hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn, nhẫn nhục thì sẽ được bình yên. Siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học, thì cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài, thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức, thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức, thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc, để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu thì con cháu mới nhờ được dạy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành, thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp, ta, người, thân, sơ, mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này, thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời, thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. 42. Trong xã hội này, giữa con người với người,
thượng dạy. 44. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh bi thương nào, bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ương, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt, bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân, nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, thầm giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không gì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối, bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta, nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người. Khi ấy, bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến, lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình siết cổ chúng ta.
để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này. Bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết, mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn, và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình, và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa, tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy, những điều không đáng chớ nên giận, sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở, ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua, thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền phải nên bố thí, tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh, danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi, như thế niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi. 55. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta quá bận tâm đến sự được và mất, cho nên tâm hồn không thể bình thản, tâm trạng an nhàn vui tươi cũng không còn và thường bị thay thế bởi sự sầu lo. Quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an, mà không biết hạnh phúc và bình an ngay dưới từng gót chân ta và ngay trong ngôi nhà mình. Nếu bạn muốn đi tìm bình an ở bên ngoài, thì có một ngày bạn sẽ thất vọng. 56. Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là ở 18 tầng địa ngục như trong sách đã thường nói, mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của con người do nhân duyên tác động, làm cho bạn sống không được mà chết cũng không xong. Bạn nên biết, cảnh do tâm sinh. Tâm đã lạnh thì mặt trời cũng không làm cho ấm lại. Tâm đã nóng, băng tuyết cũng phải tan chảy ra. Do vậy,
chúng ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề. Phải trở về nội tâm, buông bỏ các duyên, nhất tâm an tịnh, biến những ngọn sóng to phiền não trở thành mặt hồ tâm tĩnh lặng. 57. Tiềm năng và năng lực từ nội tâm của con người thật to lớn, không thể dùng lời để diễn tả được. Nhưng ít có ai có thể cảm nhận được điều này. Niềm vui của tự tâm là từ chánh niệm đem lại. Niềm vui này không có cái vui nào ở thế gian mà so sánh được và người nào cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này có thể khái quát bao gồm trong một chữ tâm. 58. Phần nhiều người sống trên đời thường mơ ước phải chi đời sống của mình thật đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có cái ấy. Đây là điều không những tham mà còn quá dại dột. Thật ra, khó khăn giúp chúng ta kiên cường hơn nếu cuộc đời ai đó hoàn toàn không hề có giông bão, phong ba. Cuộc đời như vậy thật là vô nghĩa. Cây lúa nếu chăm sóc quá mức đầy đủ thì cây lúa tốt quá, không thể có hạt để ăn. Cây mọc nơi đất càng cứng thì thịt nó càng cứng chắc, sẽ làm được nhiều đồ quý giá. Người được rèn luyện mài dũa nhiều thì sẽ mau trưởng thành và mới là người có ích cho xã hội được. 59. Các bạn phải tập nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Khi ý thức được khuyết điểm của bản thân, ta cũng có thể đánh giá chính xác về mình và đấu tranh ngoan cường với nó, không vì nhược điểm mà nhục chí. Trên đời này có hai hạng người đáng tôn kính, đó là hạng người không có khuyết điểm và hạng người biết mình có khuyết điểm rồi cố gắng sửa chữa. 60. Có một việc rất hạnh phúc và bình an có thể trong đời bạn chưa từng trải nghiệm qua, đó là hãy chọn một căn phòng hay chọn một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, và chỉ một mình bạn ở trong đó từ 3 ngày cho đến 1 năm hoặc hơn nữa, và phải được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Khi ở đó, bạn phải bỏ hết những chuyện bên ngoài, xem như mình đã chết. Quá khứ chẳng nhớ, tương lai đừng lo, chỉ cần nhất tâm vô tạp niệm, sống ngay hiện tại, không giao thiệp bên ngoài. Tùy theo căn tánh mỗi người, bạn có thể biết những điều người khác không thể biết, hiểu được những gì người khác không thể hiểu. Nếu bạn không thực hiện được một lần trong đời, thì thật là tiếc lắm vậy. Và nếu bạn nghĩ rằng, mấy mươi năm bôn ba bận rộn, không có ngày nào rảnh cả, thì tôi cũng không có thuốc để chữa rồi. 61. Thế thường thì hay bị việc làm phung phí xa xỉ mà mất nhà, không liêm chánh mà mất chức. Đạo có được là do tâm hồn hướng thiện an tịnh, trong sáng mà ra. Đức có là do từ bi, khiêm nhường độ lượng mà thành. Biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều. Người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ vậy. Người dù rất ngu ngốc, nếu chịu chuyên tâm học hỏi thì cũng sáng. Người dù rất thông minh, nếu hay buông thả lười biếng thì cũng tối tâm ngu muội. Chăm học là cốt để thấy hiểu cao xa, biết sâu rộng là để sửa lỗi của chính mình. Nên ngồi ở trong nhà kính cũng phải giữ gìn như ở ngoài đường xá. Được như vậy mới tự nghiêm mình và nghiêm mọi người được. 62. Người cho dù có thông minh tột đỉnh, vẫn xem mình như ngu ngơ, công lao lớn trùm cả thiên hạ mà vẫn nhún nhường. Sức mạnh cao tột hơn đời,
mà vẫn xem mình như yếu đuối, thường khoan dung và tha thứ, giàu có tột đỉnh mà vẫn hay khiêm tốn, không khinh khi người khác, đó là những người dũng trí, khéo khôn. Sở dĩ con người thông minh, hay giỏi, tài trí là được người đời kính trọng, đó là nhờ có âm đức. Nếu âm đức không có mà thông minh, giàu có, thì sẽ là tai họa cho thiên hạ. 63. Có hai điều quan trọng mà bạn phải nên nhớ, đó là trong cuộc sống, bạn đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc, mà hãy gìn giữ chúng như những thứ quan trọng nhất. Vì có lúc, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Và một điều nữa là, đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 64. Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy được từ sách vở mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vở mà có. Thành công của con người cũng không phải từ sách vở mà nên. Bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất cả đều phải trải qua quá trình thực nghiệm của bản thân. Đó là kết tinh của ý chí và nghị lực, thẳng bước tiến lên vì hoài bão của chính mình. 65. Trên đường đời, ắt hẳn mọi người chúng ta đều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy đích thực giúp chúng ta thăng hoa và chuyển hóa phiền muộn khổ đau, đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩa gì, vị thầy này đều biết rõ, rồi kiểm soát và cạn lọc những cái tốt đẹp để làm hành trang cho đường đời của bạn. 66. Ngày nay, con người kinh doanh và buôn bán, phần nhiều là nói không thật và không trung thực, vì thực hiện lợi ích riêng tư. Nhưng đâu biết rằng, ngày nay được tiền, ngày mai tai họa sẽ đến. Nhân quả thiện ác như bóng với hình. Đừng tưởng cuộc đời của ta sẽ an bình và giàu sang mãi mãi. Việc quả báo thiện hay ác, tuy hiện tại chưa thấy rõ, nhưng tương lai trước sau gì cũng đến, chỉ sớm hay muộn mà thôi. 67. Hành tinh xanh của chúng ta hiện nay đang bị tổn thương rất nặng, khí hậu toàn cầu tăng, chiến tranh, thiên tai nhiều vô số, tất cả những hiện tượng đó đều là do chính con người làm ra. Thông điệp để cải thiện địa cầu đó là không tham, không sát hại và không ích kỷ. 68. Con người sinh ra vốn không có răng nanh. Điều đó chứng minh rằng con người là động vật bậc cao, không có bản năng ăn thịt, mà là chỉ ăn những thứ ngũ cốc và thực vật. Đồng thời, con người cũng là động vật đàn anh của các động vật khác. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em của mình. Đừng để chúng nó phải đau buồn vì phải xa lìa cha mẹ, vợ con, anh em của nó. Nỗi khổ này chỉ có người đồng cảm mới hiểu và cảm thông được mà thôi. Xin trân trọng. 69. Trăm ngàn năm cho đến ngày nay, trong một bữa cơm ta ăn, oán sâu như biển, thù hận khó lường. Ta ăn uống vui sướng no say trên sự đau khổ kêu la của những chúng sinh khác. Chúng ta phải biết rằng, mỗi sinh linh đều tham sống sợ chết, ta nỡ nào đè đầu cắt cổ, nghe tiếng rên la cầu cứu thảm thiết của chúng nó sao? Bạn thử nghĩ xem,
Trong cuộc đời mấy mươi năm sống trên thế gian này, biết bao nhiêu sinh mạng đã chết để tạo nên những tế bào hình thành thân thể của chúng ta đây. Câu hỏi này xin để lại cho các bạn. 70. Con người biết vừa đủ và biết bằng lòng, đó chính là cội cây của sự sung sướng vui tươi. Tham lam không biết đủ là trái đắng của tai họa. Trước khi làm việc gì đều phải nghĩ đến hậu quả của nó và đừng tham quá mức. Nếu không thì những dục vọng kia cuối cùng cũng sẽ hủy hoại chính bản thân mình. 71. Thiền đạo cao thâm, nếu không có một trái tim bình thản, từ bi và trí tuệ thì khó mà tu thành chánh quả được. Trong cuộc sống hiện tại cũng tương tự như vậy. Bạn nên hiểu trong bất cứ việc gì cũng tồn tại hai khả năng, tốt và xấu, trong phạm trù tương đối của nó. Do đó, chúng ta làm bất cứ điều gì cần phải bình tĩnh, không thô lỗ. Nếu không, bạn sẽ khó hoàn thành tốt công việc và đường đời bạn đi sẽ gặp nhiều chướng ngại. 72. Nếu bạn muốn áp dụng bất cứ một phương pháp phát triển tâm linh nào, dù đó là một phương tiện để đạt được giá trị lớn nhất từ cuộc sống tâm linh, thì sự chánh niệm hay chú tâm đóng vai trò quan trọng trong phương pháp ấy. Nói cách khác, bất kỳ phương pháp luyện tâm nào đều phải có sự tỉnh giác và tập trung cao độ thì mới đạt được những kết quả mong muốn. 73. Vạn sự đều lặng yên không bằng tấm lòng yên tịnh, vì trạng thái yên tịnh của sự vật là tương đối. Nếu trong lòng rối bời thì bạn sẽ không nhận ra được sự yên tịnh đó. Bạn phải tập như thế nào để chuyển hóa những phiền phức thành đơn giản, chỉ có chính bạn mới thực hiện được. Bạn đừng vội tin vào những gì mà người khác nói, và đừng bao giờ coi thường mơ ước của những người khác bạn nhé. 74. Nếu xét kỹ về nhân duyên, chúng ta sẽ thấy, trong một hạt cơm ta ăn hay những vật dụng ta dùng ngày nay đều do vô số người đã đóng góp sức lực vào trong đó. Nhiều khi cũng có những người mà ta đã từng thù ghét, hoặc có những người ta chưa từng quen biết và gặp mặt bao giờ. Do đó, ta phải thầm cảm ơn tất cả những người trên thế gian này. Nếu mỗi người chúng ta chịu thực tập và đi vào đời sống bằng tình thương và lòng biết ơn, thì cuộc sống sẽ không còn đau binh ly loạn nữa. 75. Nhẫn nhẫn nhất thời chi khí, miễn miễn bá nhật chi ưu. Nhẫn nhịn được một giờ thì khỏi phải trăm nghìn ngày đau khổ. Nếu thầy trò không nhẫn nhịn nhau thì không còn đạo nghĩa. Vợ chồng không nhẫn nhịn nhau thì mất hết tình thâm. Anh em không nhẫn nhịn nhau thì mỗi người không chung bước. Bạn bè không nhẫn nhịn nhau thì không thành tri kỷ. Xóm làng không nhẫn nhịn nhau thì sẽ gây thù. Nếu nhẫn được những việc mà người khác không nhẫn được, đó mới thật là nhẫn. Và nhẫn nhịn được những thứ mà người khác đem đến nhục mạ mình, ấy mới gọi là nhẫn nhục. Do đó, bạn phải học quy tắc, dĩ nhu khắc cương, thì mới tạo cho cuộc sống này thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Khi ta chết đi, sẽ không có nhiều điều phải ăn năn và hối hận. 76. Trong đời này, không những hoàn cảnh mà còn mỗi người xung quanh,
nhiều khi làm cho chúng ta đau khổ và thù hận. Thật sự trên thế gian này đâu có ai muốn người khác thù hận hay ghen ghét mình đâu. Nhưng nhìn sâu thẳm trong tâm hồn thì người kia đã có những tập khí hoặc hoàn cảnh thiếu thốn tạo nên, hay được truyền trao từ ông bà cha mẹ. Những nỗi khổ tâm này vì họ không đủ nhân duyên lành để chuyển hóa và chia sẻ cùng với ta. Thật sự, dù người xấu tới đâu, cũng có những cái tốt. Người dù tốt cách mấy, cũng có những cái xấu. Không ai mà hoàn toàn không có khuyết điểm cả. Họ cũng không muốn làm tổn thương đến ta đâu, chỉ vì họ không đủ sức để chuyển hóa những phiền não trong tâm, cho nên mới xuất phát ra những lời nói và hành động như vậy. Họ có nỗi khổ của họ các bạn ạ. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng tình thương, chan rãi tâm hồn và tha thứ, thông cảm những điều sai trái của họ. Mặt trời mọc lên thì ánh sáng sẽ bừng dậy trong bầu trời tâm thức vô biên. Tình thương này chính là nước từ bi mát dịu sẽ làm lành những vết thương mà người kia đã từng làm cho ta đau khổ. Cuộc đời quá đau khổ, xin đừng làm khổ thêm, cho đi và tha thứ sẽ được rất êm đềm. 77. Nếu bạn có làm việc ân nghĩa cho ai, thì đừng mong nhất định phải có đền đáp. Nếu cho rồi thì đừng có hối tiếc. Thành thật thì người thương, khoan hồng thì không bị oán, hòa nhã thì không bị ai thù, nhường nhịn thì thường an, giữ luật thì thường ổn, cẩn thận thì ở nơi đâu cũng được. Không suy nghĩ dẫn dơ thì tâm thường tĩnh lặng, dè dạt lời nói thì sẽ không tai họa. Ai ai cũng sửa tâm như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình. 78. Chúng ta ngày nay do hoàn cảnh kinh tế phát triển nên việc ăn ở hàng ngày nhiều khi quá dư thừa. Nhưng nếu không khéo, từ việc dư thừa và đầy đủ này sẽ làm cho đạo tâm ta thoái thất. Do đó, chúng ta phải nên cẩn thận. Còn đối với ngài Tôn Cảnh Sư thời xưa thì trà lạnh cơm lạc miễn no lòng thì thôi, quần áo rách giá miễn ấm thì thôi, thà không rắc rối mà nhà nghèo còn hơn rắc rối mà nhà giàu, thà không bệnh mà ăn rau lạc còn hơn bệnh mà uống thuốc hay. Vợ chồng không cần kiêu sa, chỉ cần hiền đức là tốt. Ăn uống không cần cao lương, no lòng được là tốt. Lòng yên ổn thì ở nhà tranh vách lá cũng thấy hạnh phúc. Tánh an định thì ăn rau ăn cỏ cũng thơm ngon. Bởi vậy, cuộc đời muôn việc, muốn thấu suốt thì tâm phải bình, khí phải hòa vậy. 79. Cuộc đời vốn dĩ là tương đối, không ai hoàn hảo dạng 10 phần hết cả. Tuy vậy, chúng ta cũng vẫn vun bồi đạo hạnh, tiến bước để đạt đến chân thiện mỹ. Trên đường đời không phải lúc nào cũng có người hướng dẫn đi kèm theo chúng ta. Trong nhiều tình huống, bạn phải tự mình nhận ra nên đi theo hướng nào, bạn phải là người hướng dẫn của chính bạn. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những vị thiên tài hoặc nhiều văn bằng chức vị, đó mới là sự thành công của cuộc sống. Song song đó, vẫn còn rất nhiều người xung quanh ta, họ làm những điều họ thích để lợi ích cho chúng sinh, xã hội. Họ lấy đó làm niềm an lạc vui vẻ trong cuộc sống. Đây cũng là một kiểu thành công đáng kính trọng. 80. Trong cuộc sống, nếu bạn có đủ tinh tế, sẽ không khó phát hiện ra nhiều niềm vui và hạnh phúc,
nó tồn tại xung quanh và ẩn tàng đầy dẫy trong cuộc sống, nhưng vẫn có nhiều người vẫn đau khổ triền miên là chỉ vì không phát hiện được mà thôi. Đôi khi bạn đi tìm hạnh phúc ở xa xôi mà lãng quên hạnh phúc ngay tại trong ngôi nhà và những người bạn thân của chính mình. Nếu được sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau, thì cuộc sống bạn chắc chắn sẽ nhiều ý nghĩa hơn. 81. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác và ngay cả chính mình. Tước đoạt mạng sống của người khác là bất nhân. Tước đoạt mạng sống của mình là bất hiếu. Người bất nhân và bất hiếu thì tiếng xấu sẽ để lại muôn đời vậy. 82. Trong gia đình, chồng lấn lướt hay xem thường vợ, hoặc vợ lấn lướt hay xem thường chồng, cả thể đều là không có đạo nghĩa, mà còn ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Cho nên, cha mẹ, con cái, dâu rể, chồng vợ, anh em phải tương thân tương ái, tương kính, tương trợ lẫn nhau, nếu không thì gia đình của bạn sẽ trở thành địa ngục tại trần gian mà thiên hạ thường nói vậy. 83. Trong thời kỳ phát triển kinh tế như hôm nay, chúng ta có rất nhiều áp lực từ cuộc sống đem lại. Nào là bài vở, công việc, gia đình, gia thất, và cả bệnh hoạn và sự chết chóc đau thương. Nếu không có một tâm trí định tĩnh sáng suốt, thì những đau khổ sẽ đè nặng lên đôi vai của chính mình. Do vậy, các bạn phải nhớ thực hành những điều sau đây để giúp bạn được an vui hơn. Đó là đừng quá chấp nhất vào những việc nhỏ rồi phóng đại nói lên, mà hãy nên chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Tập kiểm soát từng suy nghĩ của mình và hãy làm thử một việc thiện nào đó cho người khác được vui ngay ngày hôm nay. Phải hiểu rằng mọi vật, mọi việc và mọi người, tất cả đều là vô thường, không có gì mà trường tồn mãi mãi theo năm tháng được. Và còn nhiều người khác khổ nhọc, đau khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Bạn thử ngồi hoặc nằm yên một mình, buông xả mọi việc và thả lỏng toàn thân, không suy nghĩ quá khứ, vị lai gì cả, mà hít sâu theo dõi và đếm hơi thở từ 1 đến 10. Vài phút sau, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chỉ khi bạn đã thực hành rồi mới hiểu được giá trị của nó mà thôi. 84. Dạng biến như lôi, nhất tâm an tịnh. Nghĩa là cho dù ngoại cảnh có ồn ào đến đâu, tâm ta vẫn tĩnh lặng. Trong cuộc sống này, an nhàn và an tĩnh đều nằm trong tầm giới của chúng ta cả, chỉ vì ta chưa chịu buông xả mà thôi. An nhàn và an tịnh không giống nhau. Rất nhiều người nhàn chưa chắc đã được niềm vui trong tịnh, nhưng người có cảm thụ được niềm vui trong tịnh cũng không nhất định là được nhàn hạ. Trong muôn vàn công việc, trong thành phố đầy bụi bặm huyên náo, người xe, cám dỗ dãy đầy, mà tất cả bạn vẫn không dính mắc, an nhàn tự tại, đó mới chính là an tịnh trong bận rộn. 85. Có khi nào bạn ngồi yên kiểm lại trong cuộc đời đã qua? Bạn gặp phải đau khổ và niềm vui, cái nào nhiều hơn không? Đa số người nói với tôi rằng, đau khổ thì nhiều mà niềm vui thì ít. Bạn muốn tạo niềm vui không? Người xưa có câu, cho người tức là cho mình. Thật vậy, bí quyết để có niềm vui và cuộc sống có ý nghĩa hơn đó là
khi có nhiều hoặc ít tiền của, bạn cũng nên chia sẻ cho người khốn khổ hơn bạn. Bạn nên nhớ, của cho không bằng cách cho nha. Tập chuyển đổi quan điểm và cách nhìn lạc quan hơn, việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đi xe nhường chỗ tốt, chờ đợi nhường người qua, việc đến tùy duyên đến, an vui khắp ta bà. Làm việc đừng chấp trước, giúp đỡ kẻ gần xa, khoan dung và độ lượng, biết đủ người đời ca. Muốn làm việc gì, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả của nó. 86. Người có tấm lòng rộng mở sẽ bình thản đối với những sự việc mang tính hẹp hòi nhỏ nhen. Người hẹp hòi ích kỷ thì kể cả con vật cũng chẳng muốn gần. Người khoan dung tha thứ thì nhiều bạn gần xa. Khoan dung không phải là khiếp nhược mà là từ bi. Khi bạn khoan dung với người khác thì vướng mắc thù hận trong lòng sẽ tiêu tan, hóa giải được hận thù dù đó là mâu thuẫn nhiều năm. 87. Người quân tử thường kính trọng bậc đại nhân và thánh nhân, còn kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Người quân tử làm tốt cho người, không làm xấu cho người. Kẻ tiểu nhân thì trái lại. Người quân tử không oán trời, không trách người, chỉ trách chính mình. Còn tiểu nhân thì...